Hôm nay em nghĩ ô tô cũ Hải Phòng em lại tiếp tục lên sóng một mẫu xe Hyundai Accent. Có năm sản xuất 2012, mang phiên bản số sàn, mang khối động cơ 1.4, hàng nhập khẩu nguyên con từ Hàn Quốc, mang biển kiểm soát 61A08309. Một mẫu xe Hyundai Accent bản Blue, bản đủ tư nhân chính chủ, sử dụng không taxi, không dịch vụ công an. Sơn xi thì màu trắng xịn sò, la răng đúc cũng như túi khí ABS đầy đủ. Một mẫu xe Hyundai Accent hiện đang có tại cửa hàng ô tô cũ Đoàn Mệnh. Bên em là đơn vị chuyên kinh doanh mua bán, trao đổi, ký gửi tất cả các dòng xe ô tô cũ từ 2 đến 8 chỗ ngồi. Vậy thì bác nào mua xe cũng như bán xe hãy gửi ấn nhấc máy lên alo cho em nghe. Theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Bác nào mà xem video của em hãy nhớ ủng hộ em bằng cách like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp em để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà em đưa lên. Bác nào mà đúng chân, đúng màu, đúng mệnh một mẫu xe Hyundai Accent thì cứ nhấc máy lên alo cho em. Đấy, alo trực tiếp cho em để được cái giá tốt nhất các bác nhá. Bác nào mà không đến được trực tiếp bán xe của em, test xe thì cứ alo cho em, cọc cho em khoảng 2-3 triệu làm phí lộ lên đường. Em sẽ cho anh em ship xe đến tận nhà cho các bác xem xe, test xe tại nhà các bác luôn. Một mẫu xe Hyundai Accent trang bị cảm biến lùi, cảm biến va chạm quanh xe luôn. Một mẫu xe tư nhân gia đình sử dụng, không taxi, không dịch vụ, xe đẹp, máy zin, gầm bệ chắc, côn số ngon, máy số ngon. Vâng, một mẫu xe nhập khẩu nguyên con từ Hàn Quốc, một mẫu xe Hyundai Accent. Hệ thống nội thất của xe các bác này, nội thất thì rất là đẹp luôn. Một mẫu xe đăng ký 5 chỗ ngồi, rất là rộng rãi các bác nhá. Hàng nhập khẩu thì tôn vỏ nó rất là dày. Dòng Hyundai thì máy móc của nó rất là lành, đồ đạc rất là dễ thay thế, không hề hoạt các bác nhá. Táp đi cánh cửa vẫn còn lớp lỉ nguyên zin luôn. Âm thanh thì cực là hay, bệ bậc lên xuống các bác này. Đấy, khung cánh cửa các bác nhá, không hề có hiện tượng mục mọt luôn. Đấy, không hề mục mọt, keo chỉ này. Đấy, keo chỉ cam kết các bác là keo chỉ zin luôn. Vâng, máy số zin, lốp dép thì rất là dày dặn các bác này. Đấy, lốp dép rất là dày dặn luôn các bác nhá. Đấy, hệ thống cua lốp này, đấy, không hề có một chút mục mọt nào luôn. Máy gầm thì lại chất côn số ngọt. Vâng, máy số zin. Đấy, hệ thống trần của xe, vâng, trần của xe nó là trần nỉ nguyên đai nguyên kiện quá nhá. Đấy, trần nỉ nguyên zin luôn. Vâng, nội thất thì tươi đó rói này. Đấy, các bác mua về chỉ việc đổ xăng mà sử dụng các bác nhá. Hệ thống táp ly cánh cửa của đằng trước bên lái các bác này, bản tổng của gương kính chỉnh điện. Vâng, lớp lỉ của nó các bác xem này, vẫn còn zin nguyên bản luôn các bác nhá. Đấy, táp ly thì vẫn còn gai sần. Đấy, vẫn còn gai sần rất là đẹp luôn. Hệ thống khung cánh cửa này không hề có một chút mục mọt nào các bác nhá. Đấy, keo chỉ cam kết các bác là keo chỉ zin luôn. Đấy, không đâm xô, không tai nạn, không ngập nước, không taxi, không dịch vụ quá nhá. Đấy, một mẫu xe phải nói là đẹp tuyệt vời luôn. Đấy, hệ thống tem mát cho người sản xuất, ốc ác bản nề cánh cửa chưa hề động đến kali mỏ nét các bác này. Hệ thống cột kèo của xe, đấy, cam kết các bác là cột kèo đầu đít, máy số zin. Vâng, keo chỉ zin cả xe luôn. Bác nào mà quan tâm đến mẫu xe Hyundai Accent, đấy, nhập khẩu nguyên con bản Blue xịn, bản đủ các bác nhé, alo cho em. Và đây là phần hệ thống bô lăng của xe các bác này. Bô lăng của nó là bô lăng 3 chấu, bô lăng kép các bác nhé. Đấy, túi khí này. Đấy, hai túi khí an toàn các bác nhé, ABS đầy đủ luôn. Đấy, đầu đài vẫn còn nguyên bản theo xe. Vâng. Đấy, đầu 6 đĩa các bác nhé. Sau đây em sẽ lổ máy lên các bác nhé. Đấy, máy thì búng nhẹ cái lổ ngay. Đấy, hệ thống xi nhan báo rẽ này hoạt động rất là trơn tru. Đấy, phần táp lô của xe. Đấy, táp lô của nó vẫn còn gai sần rất là đẹp các bác nhé, vẫn còn gai sần luôn. Đấy, đây có cả hộp đựng đồ các bác này. Ấn vào đây thì hộp đựng đồ nó mở ra các bác nhé. Đấy, một mẫu xe rất là đẹp luôn. Đấy, hệ thống điều hòa này các bác này. Đấy, tất cả những cái nút điều hòa này. Đây là phần cảnh báo nguy hiểm này. Đó, hệ thống quạt số này, phanh tay các bác này. Đấy, tích hợp bàn phím trên vô lăng. Đấy, bàn phím tích hợp trên vô lăng các bác nhé. Đấy, một mẫu xe phải nói là đẹp tuyệt vời luôn. Phun nước và gạt mưa. Đó, hoạt động rất là trơn tru các bác nhé. Đấy, hệ thống đèn trần này. Đấy, ok luôn. Hộp đựng kính các bác này. Đấy, chắn nắng hai bên đầy đủ các bác nhé. Đấy, phần kính lên xuống này. Đó, rất là ok luôn.
Một mẫu xe Hyundai ASEAN sản xuất 2012, bản đổ tư nhân gia đình sử dụng. Vâng, biển kiểm soát Bình Dương. Hiện tại chiếc Hyundai ASEAN bên em đang chào bán với giá là 315 triệu đồng. Vâng, 315 triệu đồng các bác đã sở hữu một mẫu xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc, một em gái đến từ nước Hàn luôn. Đấy. Mang từ Hàn Quốc về Việt Nam các bác nhá. Vậy thì bác nào mà quan tâm đến mẫu xe nhập khẩu nguyên con này, alo cho em. Vâng, alo trực tiếp cho em nghe. Bác đến trực tiếp bãi xe của em. Vâng, để được xem xe, trải nghiệm xe, test xe tại bãi xe của em các bác nhá. Đấy, xem xe, test xe thoải mái luôn. Sau đây em sẽ đi vào phần hệ thống tổng quan động cơ khoang máy cho các bác xem và tham khảo một mẫu xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc về. Đấy, xem có những cái gì các bác nhá. Tổng quan của động cơ khoang máy của chiếc Hyundai ASEAN sản xuất 2012, mang phiên bản số sàn với động cơ của nó là 1.4, vâng, hàng nhập khẩu nguyên con. Vậy thì mức tiêu hao nguyên liệu của chiếc xe là tầm khoảng 5 lít đến 6 lít xăng 100 cây số thôi nhá, mà chở được 5 người. Đấy, máy nổ toàn tan luôn, tất cả hệ thống kinh tán giằng giật này. Đấy, nguyên đai nguyên kiện đó nhá, được chở sóc này. Đấy, phụ chia mép chấm trơn chấm trượt và chấm bó cứng các bác nhá. Dòng Hyundai máy móc của nó rất là ổn định luôn, máy đổ rất là êm. Đấy, điều hòa đang nóng luôn nhá, điều hòa nóng còn gió là còn nóng quá này. Điều hòa đang nóng còn gió là mát, máy đang hoạt động. Đấy, vậy thì bác nào mà quan tâm đến mẫu xe nhập khẩu nguyên con từ Hàn Quốc, đấy, một em gái đến từ nước Hàn này, đấy, đúng màu đúng mệnh và đúng chân từ mẫu xe này, hãy cứ alo trực tiếp cho em nghe. Vâng, hoặc đến trực tiếp bãi xe của em có nhé. Máy thì không hề có hiện tượng gì dầu chi, nổ rất là êm luôn. Đấy, nổ rất là êm có nhé. Một mẫu xe tư nhân gia đình sử dụng, đó là một mẫu xe Hyundai ASEAN nhập khẩu nguyên con bản sedan hay đâu, động cơ chỉ có 1.4 thôi. Vậy thì mức tiêu hao nguyên liệu của chiếc xe này tầm 5 lít đến 6 lít xăng trên 100 cây số, tất cả ốc cát 5 cam ôm, chưa hề tháo rỡ, chưa hề đóng bánh xe lên mỏ đét luôn. Tổng quan của lắp capo các bác này, các lỗ của nó tròn, không hề có hiện tượng mong méo các bác nhé. Đấy, không hề mong méo luôn. Đấy, tròn zin nguyên bản các bác nhé. Máy móc thì ok rồi, đẹp cũng sạch sẽ rồi. Đấy, các bác mua về chỉ được đổ xăng và sử dụng thôi. Đấy, mua về chỉ được đổ xăng và sử dụng thôi nhá. Bên em có bao rút hồ sơ gốc cho các bác. Đấy, bao rút hồ sơ gốc cho các bác và hỗ trợ sang tên, hỗ trợ sang tên bấm biển cho các bác, kể cả bao cả công chứng các bác nhá. Hệ thống đèn pha, đèn gầm này, rất là sáng bóng đều nhau các bác nhá, rất là sáng bóng đều nhau luôn. Biển kiểm soát 64A, biển Bình Dương, sơn si màu trắng ngọc trai bản sedan hay đâu, la răng đúc cũng như túi khí ABS, gương kính chỉnh điện nguyên bản theo xe. Một mẫu xe gia đình sử dụng, không taxi, không dịch vụ này, giá tiền chỉ với 315 triệu đồng. Bên em có bao rút hồ sơ gốc cho các bác và có cả bao gồm hỗ trợ phí sang tên bấm biển luôn cho các bác về chính tên chính chủ các bác nhé. Đấy, bác nào mà không rút hồ sơ đấy, thì em sẽ hỗ trợ công chứng vào tên cho các bác. Đấy, tất cả những khung cánh cửa này các bác này, đó, không hề có hiện tượng một mọt luôn nhá, keo chỉ này. Đấy, tất cả keo chỉ của nó đều tắp tắp luôn, keo chỉ zin luôn. Táp ly cánh cửa này của đằng trước bên phụ các bác nhá, bệ bật lên xuống này. Rồi các bác xem những cái ốc ác mà để cánh cửa có nhá. Đấy, vẫn còn chưa chảy xước, chưa động đến ca lê mà lết luôn. Đấy, rất là đẹp các bác nhá, phải nói là đẹp, đẹp và xịn sò luôn. Đấy, một mẫu xe Hyundai ASEAN nhập khẩu, hàng nhập khẩu thì tôn vỏ của nó rất là dày, đồ đạc của Hyundai thì rất là dễ thay thế, không thay hỏng hoàn các bác nhá. Đấy, hàng ghế đằng sau các bác này, đấy, đăng ký 5 chỗ ngồi. Đấy, khá là rộng rãi luôn. Phần táp ly của cánh cửa bằng sau bên phụ các bác nhá. Đấy, táp ly của xe vẫn còn gai sần luôn, bật bật lên xuống này. Âm thanh này, ốc ác bản lề này. Đấy, zin nguyên bản luôn, hệ thống cột kèo. Phần khung cánh cửa các bác nhá. Đấy, tất cả hệ thống khung cánh cửa không hề có một chút một mòn nào luôn, keo chỉ zin. Đấy, lốp dép thì mới cả dàn luôn các bác này.
máy lốp mới cả dàn các nhá, cua lốp này. Hệ thống cua lốp của xe không hề có một chút mục mọt nào luôn. Máy la răng đúc 4 bánh, phanh đĩa 4 bánh các nhá, chống trượt và chống móc. Đấy, một mẫu xe tư nhân gia đình sử dụng, một mẫu xe bản sedan hay đâu. Động cơ chỉ với 1.4 thôi. Đấy, sau đây là phần hệ thống cốp sau xe các bác này. Đấy, bản sedan thì cốp của nó khá là rộng rãi luôn các bác nhá. Đấy, rất là rộng rãi luôn các bác này. Tất cả những cái đinh tán này, máng nước này vẫn còn zin nguyên bản theo nhà máy sản xuất các bác nhá. Đấy, zin nguyên bản luôn. Hệ thống tổng quan của lắp cốp này. Đấy, các ốc ác này các bác này. Đấy, vẫn còn zin các bác nhá, chưa hề động đến kale vỏ lết luôn. Đấy, bác nào mà quan tâm đến mẫu xe này, đấy, cứ alo cho em. Con này các bác mua về sử dụng thì rất là yên tâm luôn. Đấy, đi cực phê mà chạy cực mê luôn các bác nhé. Đây là phần hệ thống sàn của xe. Sàn của nó này các bác này, không hề có hiện tượng mục mọt các bác nhé, không hề mục mọt luôn. Đó, kích tròng đầy đủ các bác nhé, kích tròng đầy đủ luôn. Tư nhân chính chủ biển Bình Dương. Đây là phần hệ thống gầm của xe này. Đấy, gầm bệ của nó rất là chắc chắn luôn. Đấy, máy chất gầm trong khôn số hoàng. Vâng, máy số zin, keo chỉ zin cả xe, không đâm xô, không ta, không ngập nước, không taxi, không dịch vụ. Một mẫu xe Hyundai ASEAN tư nhân gia đình sử dụng, hiện đang có tại cửa hàng ô tô cũ Đoàn Nghị. Vậy thì bác nào mà quan tâm đến mẫu xe Hyundai ASEAN này, hãy cứ nhấc máy lên alo trực tiếp cho em Nghị theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Bác nào mà xem video của em hãy nhớ ủng hộ em bằng cách like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp em để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà em đưa lên. Và xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn những video lần sau.